đầu nèo số 37, ông Nguyễn Đình Trung đã đứng đầu nèo mặc quần xanh mang nơi đỏ, gặp Trần Hữu Quyết mặc quần trắng mang nơi xanh, trong tài chính Nguyễn Thanh Tuấn. Hai đô bắt tay nhau thân ái và đoàn kết trước vòng thi đấu. Hai đô chuẩn bị, trọng tài chính chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Đô Nguyễn Đình Trung đã nhấc bổng đô Trần Hữu Quyết. Xin mời đô Nguyễn Đình Trung vào nhà nèo. Mời ông đô Trần Việt và ông đô Nguyễn Văn Tùng vào dưới.